Kính chào quý vị. Tiếp tục chào đón quý vị với đôi loa cổ hàng khủng. Trước mắt quý vị đây là đôi loa Wood Thailand hàng đến từ nước Anh. Đây là dòng loa cổ rất là hiếm gặp. Vị xem. Đây là đôi loa Wood Thailand dòng loa cổ thiết kế với bát 30. À sao đây em nào, đây là e căng của em nó này, cậy e căng này nha. Này thiết kế với bát 30 gần lõm màng giấy, vị nhỉ, ấn vào đôi loa này nó có phải là dòng độc đáo đặc sắc đây, vừa độc đáo đặc sắc lại còn hiếm có luôn này. Bát 30 quý vị ạ, này bát khủng, bát 30 này. Bát 30 luôn. Đây, em quay clip hôm nay giới thiệu. Dòng này chưa cần phải test, bao zin, bao đẹp, bao hay cho quý vị luôn. Dòng này còn không hay nữa thì dòng nào lại hay nữa. Mà nay còn không hay. Ở đây là dòng loa Wood Thailand của anh quý vị nhé. Con tép này mắt nó trong vắt luôn, còn chưa vệ sinh này. Đây này, quý vị nhìn này, em lau đấy này, lau đâu sạch đấy, quý vị biết đấy. Chưa vệ sinh một chút nào nhá, đã vệ sinh rồi thì không phải nói, được chưa? Đấy, quá là đẹp. Chúng tôi sẽ đo kích thước cho quý vị luôn, vì là nhiều quý vị sẽ cần rất là cần kích thước. Này, được chưa quý vị? Đây, bên đấy nhá, em mở nốt bên này cho quý vị nốt này. Đây càng thiết kế hoa văn rất là độc đáo, truyền thống theo kiểu cổ luôn. Nha. Chuyên hơi chặt. Đấy, ui giời. Nào. Đẹp đến thế này thôi quý vị ạ. Không thể nào đẹp hơn được nữa, chưa? Quá là đẹp. Wood Thailand của anh. Dòng loa cổ rất là hiếm. Em quay hình thức cho quý vị rồi, mà em báo giá luôn cho quý vị nhá. À, giá của em đôi loa này là 26.800.000. Ôi thế lượt loa cổ, đợi em chút để xoay. Nó không quá như quý vị nghĩ đâu, nó nhẹ nặng lắm. Đây, quý vị nào cần chi tiết cổ loa em đều có hết cho quý vị nhé. Còn đây, em quay phía sau. Cái thông số phía sau cho quý vị theo dõi đây. Đấy. Ở đây là đôi loa Wood Thailand, quý vị nhìn thấy rõ chưa? Đấy. Nha. Thailand. Đấy. 2 volume chỉnh. Một bên là chest, một bên là mid. Đây, quý vị nhìn thấy hai volume ấy. Cái độ chỉnh. Chết luôn. Này em xoay bên này. Đây khung loa là bằng gang đúc nhé, gang đúc hết nhé. Gang đúc ốc này chứ ốc bằng đồng. Chưa lau nhé. Đấy, lau cho nó sáng sạch luôn này. Đấy. Về dặn ra lau đây. Kiếm những đôi loa cổ như này không phải dễ kiếm đâu quý vị ạ. Nhiều lúc có tiền cũng không mua được đâu. Mà những dòng loa này bây giờ nó gần gần như hết dần rồi. Nó hết dần rồi. Đấy. Ở đây là e căng, còn thiết tấu cái họa tiết hoa văn ngày trước. Quý vị nhìn cái sợi của nó này, không biết. Được chưa? Em quay sát cho quý vị nhìn cái lưỡi nó sợi này. Rất là đẹp. Sau đây em đo kích thước cho quý vị. À, chiều cao của loa này. Chiều cao của loa là 61. 61,5 phân chiều cao. Chiều ngang của loa là 57,6 phân.
chiều ngang 57,6, chiều sâu 34 phân, chiều sâu đó. Giá đôi loa cổ QuickTime lần này nhá, em đã ghi giá trên đây rồi. Này, giá của em nó là 26.800.000. Không phải lúc nào có được đôi loa như này đâu quý vị nhé. Đấy, quý vị nào có nhu cầu alo đến 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn. Đây số điện thoại em đây, Zalo số này. Quý vị nào, các quý vị chỉ cần nhập số điện thoại lên YouTube là có tất các bài của em trên đây thôi. Em cảm ơn.